Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, một năm nữa lại sang. Bản tin dự báo thời tiết xin gửi lời chúc mừng năm mới chân thành đến tất cả quý khán giả đã theo dõi và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Năm mới kính chúc quý vị và gia đình mạnh khỏe, sung vầy, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của ngày hôm nay. Thời tiết chung của tỉnh Thanh Hóa hôm nay 14 tháng 2, mùng 5 Tết, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ trung bình từ 18 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 59%. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết các khu vực. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, trời nhiều mây và hửng nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 46 đến 52%. Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lạng, Thạch Thành, Cẩm Thủy, trời nhiều mây và rét, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 48 đến 49%. Khu vực Như Xuân, Như Thanh, trời nhiều mây và rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 48 đến 52%. Khu vực Triệu Sơn, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Yên Định và Thiệu Hóa, trời nhiều mây và rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 49 đến 52%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương và Nông Cống, trời nhiều mây và rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 53 đến 59%. Thị xã Bỉm Sơn, trời nhiều mây và rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 60%. Thành phố Sầm Sơn, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ trung bình từ 19 đến 23 độ, độ ẩm trung bình 73%. Thị xã Nghi Sơn, trời nhiều mây và rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm trung bình 63%. Thành phố Thanh Hóa, trời nhiều mây và rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 57%. Vâng, thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết tới đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.